mở cá ô bồn luôn cá lượng cá chấm đó. Ở đây có nữa này là ngày thứ 9 mà tao mới nhớ tên biển. Anh em mình đang ngồi chơi để bắt cơ kéo lưới. Giờ cũng là 12 giờ. 12 giờ thì mình bắt cơ. Rồi mấy anh mấy chú đang ngồi chơi bắt cơ kéo lưới. Có vẻ mấy hôm nay bọn mình làm mệt. Làm mãi đến 7-8 giờ đêm để kéo sóng lưới. Mấy hôm nay thì bọn mình đánh được ít cá. Đánh là có hơn 10 khải, 30 khải. Không có nhiều cá mấy. Cái cơ phía trước đó cơ đầu của bọn mình, cơ tiếu. Bây giờ ở phía tây này chuyên phụ tách để bắt cơ nha mọi người. Rồi. Mình chuẩn bị bắt cơ. Mình hiện đang kéo đường thứ lưới thứ hai. Cũng gần sóng rồi, còn có tầm gần lý lửa là kéo sóng lưới. Rồi hiện đang kéo giờ tầm gần vài lý ạ. Một con cá chấm rồi. Đi chuyến biển này thì hình như lộ dâu rồi, coi như lộ dâu rồi mọi người. Đi cá, chuyến này đánh không có cá.
toàn kẻ đủ đủ. Đánh mấy lan này thì mình đánh toàn kẻ. À, được một con cá mối rồi. Một con cá mú nhỏ. Sáu là ngồi cá gì ơi, cá điện tại à. Cá đâu cá là sáu. Hôm nay mình được ít cả ngựa. Mấy quả mực. Còn mực mà lóc cắm lên luôn. Hôm qua mình kéo được đến 30 quả cả ngựa. Hôm nay được ít có mấy con. Ở đây có một con cờ ngựa. Đường thứ hai rồi mình kéo được tầm 2-3 khay cá. Đa số là cá diêu mọi người ạ. Cá diêu và cá lừa. Anh Chí đang ngồi cái con kè cong đu đủ. Ôi nhà anh gửi quán cà diêu rồi. Rồi nhà anh yêu á, ương cà diêu. Chấm. Đa số là kéo được cà diêu mà. Và mình đánh ở tổng lồng. Cà mối rồi. Cá là cà mối, cà thửng. Rồi cá ô bồn. Đun cá lường, cá chấm. Đây còn nữa. Anh nhà đâu ngồi cửa quán công cu à? Đi
ở đấy đun cả ngựa của chú rể. Mấy ngày hôm nay chú rể kéo được đến hơn 10 cỏi rồi. Đến 10 cỏi rồi, 10 cỏi của chú rể. Đun lại của anh Chí mọi người ạ. Lúc lại thì mình cũng có kéo được một cỏi. Đây, đây là cỏi của mình. Các ngựa này người Lào lội lưới, lội lưới nhìn thấy là được lấy nha mọi người. Còn đây còn cá ngựa được. Vừa mới được một con mực cầm mọi người. À, bà lấy cho em nuôi mà. Đây em nuôi mà. Mình sẽ bỏ vào bẵng luôn mọi người ạ. Đây là cái bẵng luôn là mực cà mú và kè. Đường thứ hai của bọn mình này dài chừng 5 hải lý mọi người. Hôm nay bọn mình đánh 3 đường lưới, chia làm 3 đường. Cái tàu bên kia đoàn của bọn mình cách nhau chừng 1 hải lý. Đánh vùng này thì bọn mình có khoảng 10 chiếc. Lâu vài lý nữa. Lý đâu hả? Cơ đấy, cơ bộ em nhìn nào hả? Phải tầm số nó lên chưa? Thấy cơ bộ lên. Cơ đây dài ác rồi. Đánh ở Tổng Lộc này thì ít loại cá, không có nhiều loại. Hôm nay chủ yếu là cá diều, cá lường, cá mối.